xong rồi tí thầy chụp, thầy chụp cho cái ảnh. Anh em, có xăm 80 cho anh nhá. Xăm em xăm 60. Công đi với đẻ 10. Công công à? Cái công quả chuối à? Nào công công thế à? Công thì anh đứng ngồi lại chân công. Công đứng ngồi lại đi cho công công. Ờ đúng rồi. Ngồi chứ chân nó dài nào. À, đứng đứng lại đi cường để cho công công cái. Rồi. Rồi thầy chụp đi bạn. Bác Dũng đứng lên đi, đứng kia rồi nha. Đứng, đứng lên. Xin đầy đủ. Hôm nay anh em Nam Định xuất phát đạp xe ra Cát Bà để việc đầu tiên là đón đích của đoàn đua HTV tại đích Hải Phòng. Thứ hai nữa là ra tới đảo Cát Bà để đón chặng ngày mai đua ski. Rất... Wow, xuất phát đây các bác. Cầu Tân Đệ, địa giới hành chính của tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình. Xuất phát là có 3 thiên trường với 3 thành nam. Một sai linh đi tiễn. Thái Bình kính chào quý khách. Vẻ cũng lạ, hiện tượng cũng lạ đấy. Mặt trời hôm nay thấy nó rất lạ. Có hai vệt ngang mà giờ nó mất đi rất nhanh. Đấy, mất đi nhanh đúng không? Rồi, mất gần hết đây này. Đấy, thấy không? Thái Bình đẹp quá, Thái Bình ơi.
bên là đường tránh về thành phố Thái Bình, bên là đến thị trấn Đông Hưng. Tiên Lãng, Hải Phòng. Cao xong mới đến cầu Tiên Kiệu. Rồi, yên tâm rồi, cứ đi đi.
cầu Tiên Kiệu. Là bố con nó có đến kịp chỗ mình không đây? Bố con nó đến đâu rồi anh? Mẹ nó cầm, đưa cho nó cầm máy quay rồi, đến nơi có đến kịp chứ không có gì, không có gì mà dùng. Biết rồi, sợ là nó lang thang nữa rồi.
Hải Phòng. Hải Phòng đẹp quá. Trước cái tưởng đi cái tưởng phải là vào cái mặt sâu. Quay quay quay. GoPro shop đi coding.